Ngài dùng đủ thứ trí huệ như đã nói ở trước, quan sát tất cả căn lành của mình tu được, dùng để cứu hộ tất cả chúng sinh. Lúc ban đầu phát tâm tu hành đều vì cứu độ chúng sinh nên tu thiện. Tất nhiên như thế, hiện tại Ngài phải làm: một, cứu hộ chúng sinh trong biển khổ, khiến cho họ thoát khỏi luân hồi sinh tử; hai, khiến cho chúng sinh trụ nơi bất thiện, đắc được lợi ích của pháp lành; ba, khiến cho chúng sinh đã đắc được lợi ích pháp lành được an lạc, hoàn thành nghiệp thiện quả thiện; bốn, đối với chúng sinh nghèo thiếu, trợ giúp họ theo chánh nghiệp, tài bồi tâm từ bi thương xót; năm, thấy chúng sinh tu hành nhiều chướng ngại, trợ giúp họ thành tựu căn lành tu hành; 6. Thấy chúng sinh tại thế gian thọ phiền não khốn khổ mê hoặc, chỉ dẫn cho họ được chánh kiến, tài bồi căn lành thành thục để được giải thoát. 7. Đối với chúng sinh tà trì tà kiến, dùng pháp môn khéo léo nhiếp thọ giáo hóa họ, khiến cho họ được niềm tin chân chánh. 8. Khiến cho những chúng sinh ngu muội vô tri, chỉ dẫn họ lìa khỏi khổ não, tinh tấn theo việc chánh đáng. 9. Nhìn thấy chúng sinh hạ liệt đối với chân lý lại sinh mê hoặc, phải khiến cho họ giải nghi trừ hoặc, đạt được sự nhận thức rốt ráo. 10. Đối với chúng sinh khó điều, khó phục, thì phải có tâm nhẫn nại khéo dạy, cảm hóa họ, nhiếp phục họ, khiến cho họ tâm vui thành phục. Làm người có trí nhu hòa thiện lương, Bồ Tát thường xót chúng sinh, khắp khiến cho chúng sinh thọ được lợi ích giáo hóa của Phật. Tu học Bồ Đề, nhập vào Đại Bát Niết Bàn, chấm dứt sinh tử. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ Nam Thắng Địa thứ năm gọi là nhớ, vì không quên các pháp, gọi là trí vì hay khéo quyết định, gọi là có thú hướng vì biết trải qua ý thú lần lượt liên hợp, gọi là tam quý vì tự hộ hộ người, gọi là kiên cố vì không bỏ giới hạn, gọi là giác vì hay quán thị xứ phi xứ, gọi là tùy trí vì không tùy theo họ, gọi là tùy huệ vì khéo biết cầu nghĩa phi nghĩa khác nhau, gọi là thần thông vì khéo tu thiền định, gọi là phương tiện khéo léo vì hay tùy thế gian tu hành, gọi là không nhàm đủ vì khéo tích tập phước đức, gọi là không ngừng nghỉ vì thường cầu trí huệ, gọi là không mỏi mệt vì tập đại từ bi, gọi là vì họ siêng tu vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vào niết bàn, gọi là siêng cầu không giả đãi vì cầu lực vô ý pháp bất cộng của Như Lai, gọi là phát tâm năng hành vì thành tựu trang nghiêm cõi Phật, gọi là siêng tu đủ thứ nghiệp lành vì hay đầy đủ tướng tốt, gọi là thường siêng tu tập vì cầu trang nghiêm thân là ý của Phật, gọi là đại tôn trọng cung kính pháp vì ở nơi tất cả Bồ Tát Pháp Sư theo lời dạy mà tu hành, gọi là tâm không chướng ngại vì dùng đại phương tiện thường hành thế gian, gọi là ngày đêm xa lìa những tâm khác vì thường thuyết giáo hóa tất cả chúng sinh. Các vị đại đệ tử của Phật, những vị đại Bồ Tát này tu Bồ Tát đạo đầy đủ các thứ hữu căn lành, trụ tại Nam Thắng Địa thứ năm có nhiều danh hiệu, đều căn cứ vào sự tu hành của Ngài mà được. Tên gọi là nhớ vì Bồ Tát này chưa từng khi nào quên mất tất cả pháp của chư Phật nói. Tên gọi là trí vì Ngài có đủ đại trí bát nhã, đối với các sự việc có nhận thức đúng đắn, bất cứ khó khăn gì Ngài cũng đều có thể lập tức phán đoán giải quyết được, chẳng giống như một số người hoài nghi do dự không giải quyết được. Tên gọi là có thú hướng vì Ngài rất có sức lý giải các đại kinh điển, một khi đọc tụng thì tự nhiên thấu triệt tông thú ý chỉ, thứ tự trước sau đều dung hội quán thông. Tên gọi là tam quý vì Bồ Tát này hay nhẫn nhục mà tâm tánh nhu hòa, Ngài thường ôm lòng tam quý, không khinh quỷ thần, tự hộ bảy chi, thân ba, nghiệp ác của miệng có bốn, không chiều phỉ nghĩa, thà xả bỏ sanh mạng, không thiếu khuyết giới hạnh, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh. Tên gọi là kiên cố vì Ngài hay giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, không bị cảnh bên ngoài dụ hoặc, có ý chí kiên cố. Tên gọi là giác vì Ngài là vị có tiên trì, tiền giác và trí huệ, biện rõ thị phi, không làm việc điên đảo, biết rõ gì là hợp lý, gì không hợp lý. Tên gọi là tùy trí vì Ngài có chánh tri chánh kiến, không tùy theo tà thuyết họ vâng mình cũng vâng mà dao động kiến giải của mình. Tên gọi là tùy huệ vì Ngài có sức lý giải rất cao minh, nghĩa lý trong kinh điển có chánh quyết chăng, từ ngữ có thích hợp chăng đều thấu biết được, chẳng vì văn tự tán loạn mà sinh tâm nghi hoặc. Tên gọi là thần thông
vì ngài đắc được thiền định tam muội thâm sâu, có công phu thiền định chân thật, từ trong thiền định có thể hiển hiện công dụng thần thông trí huệ, tên gọi là phương tiện khéo léo, vì Bồ Tát hóa độ chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện điều phục nhiếp thọ, khéo léo vận dụng, tùy thuận pháp thế gian mà không trái với pháp xuất thế, tên gọi là không nhàm đủ, vì ngài khéo tích tụ phước đức, tăng trưởng căn lành, sinh tu không ngừng, không nhàm đủ tích tụ năm độ phước đức, tên gọi là không ngừng nghỉ, vì ngài ngày đêm không giải đãi, tinh tấn tu học trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, tăng trưởng trí huệ của mình, tên gọi là không mệt mỏi, vì Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh đều tràn đầy tâm hoan hỷ, tinh thần sung túc, chưa từng cảm thấy mệt mỏi khổ sở, hy vọng dừng lại nghỉ ngơi, vì ngài tích đủ tâm nhu hòa, đại từ đại bi, ái hộ chúng sinh, cứu độ chúng sinh, tên gọi là sinh tu. Tất cả hành vi của Bồ Tát đều là vì chúng sinh, ngài sinh tu không ngừng, ngày đêm tinh tấn, mục đích là hy vọng chúng sinh vào đại niết bàn, đắc được vui tịch diệt chân chánh, tên gọi là siêng cầu không giải đãi. Vì Bồ Tát siêng cầu không giải đãi, hy vọng đắc được 10 lực đại trí huệ, bốn trí vô ngại, vô sở úy và 18 pháp bất cộng giống như Đức Phật, tên gọi là phát tâm năng hành. Vì Bồ Tát phát đại nguyện tu vạn hạnh, lại cước đạp thật địa làm được công đức thành tựu viên mãn, dùng để trang nghiêm cõi nước của chư Phật trong mười phương, tên gọi là siêng tu đủ thứ nghiệp thiện. Vì Bồ Tát siêng năng tu tập đủ thứ nghiệp thiện, tức là 10 điều lành, nghiệp thiện viên mãn rồi sẽ đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tên gọi là thường siêng tu tập. Phàm là người tu học Phật Pháp đều phải siêng năng tinh tấn, mà Bồ Tát này trong 24 giờ không giải đãi lười biếng, khiến cho thân biệt ý ba nghiệp thanh tịnh, đem công đức tu học này để trang nghiêm cõi Phật mà đắc được danh hiệu này, tên là đại tôn trọng cung kính Pháp. Vì Bồ Tát dùng tâm thành vô thượng, cung kính tôn trọng hết thảy Bồ Tát và Pháp Sư, ở trong đạo tràng của các ngài lắng nghe Phật Pháp, thiết thực y giáo phụng hành, tên gọi là tâm không chướng ngại. Bồ Tát vào thế gian dùng tâm từ và trí huệ vô lượng vô biên, phương tiện khéo léo, giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh pháp được lợi ích, phát tâm đại nguyện, xuất thế nơi nơi phương tiện vô ngại, tên gọi là ngày đêm xa lìa các tâm khác. Vì Bồ Tát không sinh tư tưởng nhiễm ô, dù chỉ một phút một giây, ngài đều vui thích giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử khi đại Bồ Tát siêng tu hành như vậy, dùng bố thí để giáo hóa chúng sinh, dùng ái ngữ lại hành đồng sự để giáo hóa chúng sinh, thị hiện sắc thân để giáo hóa chúng sinh, diễn nói các pháp để giáo hóa chúng sinh, khai thị Bồ Tát hạnh để giáo hóa chúng sinh, hiển hiện đại oai lực của Như Lai để giáo hóa chúng sinh, thị hiện lỗi lầm hoạn nạn của sinh tử để giáo hóa chúng sinh, khen ngợi lợi ích trí huệ của Như Lai để giáo hóa chúng sinh, hiện sức đại thần thông để giáo hóa chúng sinh, dùng đủ thứ hạnh phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu hành như vậy, ngài dùng phương pháp bố thí để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết buông xả tâm tham, dùng từ bi đối đãi với người, dùng phương pháp ái ngữ để khuyên nhủ chúng sinh, ai ai cũng đều hoan hỷ nghe lời của ngài. Ngài lúc nào cũng hòa nhàn duyên sắc, nói lời nhỏ nhẹ tiếp dẫn những người ở trong sự khốn khổ, đồng thời khai thị Phật pháp, trợ giúp linh tánh của họ, dẫn dắt chúng sinh làm việc thiện có ích cho người, cộng sự với người cũng tận sức giúp đỡ người, dùng đức hóa người làm ảnh hưởng đến chúng sinh, lại khai thị tướng mạo đoan chánh, phong độ bình dị gần người, giáo hóa chúng sinh, lại có thể diễn nói các hạnh môn trong Phật pháp, giáo hóa chúng sinh tiếp thọ khế hợp với pháp môn của mình, tu học pháp xuất thế, lại giải thích đối với chúng sinh, đưa ra ví dụ công đức lợi ích tu hạnh Bồ Tát, khiến cho chúng sinh phát nguyện tu học, lại hiển bày sức đại oai đức của Phật để giáo hóa những chúng sinh mệt mỏi thối lùi tâm, khiến cho họ tinh tấn, lại thị hiện các thứ sinh tướng nhân sinh khác nhau, tướng già, tướng bệnh, tướng chết. Chúng sinh phần đông đắm chìm trong sự tham tài cầu danh, do đó mà không tránh khỏi tạo ra các nghiệp ác, cho rất nhiều buồn phiền hoạn nạn. Bồ Tát giáo hóa họ, khiến cho họ không những biết lỗi lầm hoạn nạn, mà còn biết sửa đổi lỗi lầm. Bồ Tát thị hiện thọ các thứ thiên tai nhân họa, nhà tan người mất, các thảm trạng gian khổ cùng cực, khiến cho chúng sinh thấy được, sinh ra tâm giác ngộ hồi đầu, mới phát nguyện lớn tu Bồ Tát đạo. Rất nhiều chúng sinh không tin đại thừa, Bồ Tát lại luôn luôn tán thán khen ngợi trí huệ tối thượng của Phật,
cùng với Phật vì chúng sinh mưu tất cả công đức phước lợi, và dùng từ bi của Phật giáo hóa chúng sinh tất cả công đức bình đẳng không khác biệt. Bồ Tát lại thấy chúng sinh ngoại đạo, chúng sinh vô tri mê hoặc, mới hiện đủ thứ sức thần thông dùng để giáo hóa chúng sinh ngoại đạo, khiến cho họ bỏ tối về sáng. Bồ Tát lại dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, an trụ nơi chánh mạng. Phật tử, Đại Bồ Tát này siêng năng dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh như vậy, tâm luôn liên tục hướng về trí huệ của Phật, khiến cho các căn lành không thối chuyển, thường khuyên tu học pháp thủ thắng hạnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: vị Đại Bồ Tát này tu hạnh Bồ Tát, tích tụ đủ thứ căn lành, ngài hay dùng đủ thứ phương pháp như đã nói ở trên, phương tiện khéo léo, không ngừng giáo hóa chúng sinh, dù chỉ một phút một giây, tâm của ngài cũng không ngừng hướng về cầu trí huệ của Phật. Ngài chỉ biết dũng mãnh hướng về trước, khiến cho căn lành tăng trưởng, chưa từng giải đãi thối lùi, cũng trợ giúp chúng sinh tiến tu không thối lùi. Tâm niệm ngài siêng năng tu học Phật pháp thù thắng và các hạnh môn có lợi ích độ sanh. Phật tử, Đại Bồ Tát này vì lợi ích chúng sinh nên học tập tất cả kỹ nghệ thế gian như văn học, toán số, đồ thư, ấn tỷ, địa thủy hỏa phong, đủ các thứ luận thầy đều thông đạt, lại giỏi phương thuốc chữa lành các bệnh như điên cuồng, càn tiêu, quỷ mị, cổ độc đều chưa dứt được, văn bút tán vị, ca múa, kỹ nhạc, diễu cười, đàm luận thầy đều khéo giỏi, quốc thành, thôn ấp, nhà cửa, vườn tược, suối chảy, ao hồ, cỏ cây, hoa thuốc, những thứ giang bày thầy đều biết rõ, vàng bạc mani, trân châu lưu ly, ngọc bích san hô, các bảo tàng đều biết nơi chốn bày chỉ cho người, đều giỏi quán sát mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chim kêu, địa chấn, đêm mộng, cát hùng, thần tướng sang hèn, không một chút sai lầm. Trì giới nhập định, thần thông vô lượng, bốn vô sắc, cùng với tất cả việc thế gian khác, nhưng đối với chúng sinh chẳng tổn hại nhiệt não, vì lợi ích thầy đều khai thị, dần dần khiến cho họ an trụ vào Phật pháp vô thượng. Các vị đại đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành, vì lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên ngài đối với các kỹ năng của thế gian, nhân văn, nghệ thuật, chẳng có môn nào mà không đi tìm tòi học tập. Ví như văn tự, tuy chẳng phải là pháp xuất thế, nhưng văn hay biểu thị cho ý. Ngài phải vào sâu điển tịch, tạo câu luyện chữ, cầu sức văn tự, thần thông. Toán số, đây là môn tinh mật nhất trong học thuật. Đại phàm thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học, điện học, cơ giới, y học, vân vân đều dùng toán số làm cơ sở. Bất quá toán số nói trong kinh là chỉ số tướng thành khác biệt. Hơn nữa số dùng ký số, toán dùng ký vị. Đồ thư tức là tạng thư cổ kim trong ngoài, kinh sử tử tập, những thứ đó đều là bảo tàng tri thức vô hạn ẩn tàng, nguồn gốc lâu xa lưu truyền lâu dài ghi ở trong lịch sử nhân văn, có thể trợ giúp bảo giám kiến quốc lợi dân. Cho nên Bồ Tát đều thâm nhập nghiên cứu, hấp thu tri thức rộng rãi, dùng để mưu phúc lợi cho chúng sinh. Ấn lát là dùng đá ngọc điêu khắc thành, vua chúa thời xưa dùng trên chiếu thư, dùng làm biểu ký thật giả. Khắc 8 chữ trên miếng đó là thọ mạng ư thiên, tức thọ vĩnh xương. Người bình thường dùng chỉ có thể gọi là ấn. Bồ Tát cũng hiểu biết nghệ thuật chế làm ấn tỷ này và phương pháp giám biệt thật giả tinh vi. Địa thủy hỏa phong bốn đại này với sự quan hệ thân thể con người, mỗi thứ có chỗ thấy khác nhau, nhất là dùng tà kiến nghị luận của ngoại đạo càng nhiều. Bồ Tát dùng chánh trì chánh kiến, xiển dương giáo hóa, cho đến tánh trọng yếu của bốn đại trong vũ trụ. Bồ Tát giỏi biết vận dụng lợi ích của nó như thế nào, làm thế nào để ngăn ngừa họa hoạn và trừ diệt tai hại của nó, như các thứ lý luận và thần luận của các chuyên gia trước tác, bình phán, Bồ Tát đều tinh thông, cả biết dùng để lợi ích chúng sinh. Bồ Tát lại có thể bắt mạch, cho tòa trị bệnh, ngài tinh thông y thuật trong ngoài, nội y ba độc tâm lý con người. Ngài dạy họ tu tập giới định huệ dùng để trị tham sân si, ba độc ác bệnh, các thứ bệnh đau bên ngoài thân thể, như do tham quá độ mà sanh bệnh phong cuồng điên đảo, thân thể hốt nhiên cản tiêu mật vàng các thứ bệnh, ngài đều cho toa thuốc trị bệnh. Còn có một thứ bệnh là quỷ quái yêu ma ở trong thân người tác quái, khiến cho họ mê mất tâm tánh, bị ma lực chi phối, làm thiện làm ác, đều không tự biết. Còn có một thứ người ta gọi là phóng cổ,
Đây là một thứ tà thuật phóng vào trong đồ ăn uống. Người ăn xong thì suốt đời bị họ khống chế. Muốn phá trừ thứ tà pháp đó, chỉ có người trì chú lăng nghiêm. Như tôn giả A Nan bị nạn nữ Ma Đăng già, Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù đi giải cứu, tức là dùng chú lăng nghiêm này. Bồ Tát bà học tinh thâm, đương nhiên vì chúng sinh đoạn trừ những tai hại này. Văn bút tán vịnh, ca múa kỹ thuật, tức là dùng văn tự tốt đẹp, biên ra lời thơ tán thán, ca ngợi công đức chư Phật, đem lời thơ đó phổ vào âm vận, trở thành thánh ca U Nhã, phối hợp với vận luật, dùng tứ chi thân thể biểu đạt ý trong thánh ca, và dùng các thứ cung huyền nhạc khí, diễn, nhảy, múa và kỹ nhạc thần kỳ, có âm có sắc, như là tán thán tam bảo, ca ngợi thánh chúng, giễu cười đàm luận, đây là nghi thái đãi nhân tiếp vật. Nói cười vui vẻ, phong nhã cao thượng, khiến cho người ưa thích gần gũi, thọ sự huân nhiễm, dần dần hướng về sự giáo hóa của Phật. Bồ Tát đối với công trình kiến trúc cũng đặc biệt chuyên môn, như thiết kế quốc phòng công sự, đô thành ấp lớn, kiến lập khu xã quốc dân, hoàng cung nhà cửa vườn tược, chẳng có một nơi nào mà làm không đẹp. Suối chảy ao hồ do ngài lợi đạo, tận dụng sự tốt đẹp thiên nhiên làm để cúng dường cho người du ngoạn, lại có thể cúng nước để làm ruộng đất. Cỏ cây hoa thuốc có quan hệ giống thưởng thức, cùng với vườn thuốc tri thức, vườn rừng chung quanh, đều có nhiều sự lợi ích. Bồ Tát lại biết giỏi về nơi xuất xứ của các thứ trần bảo và nhận thức những mỏ khoáng như vàng bạc lưu ly, ngọc bích, những bảo tàng này, mani, trân châu, san hô, những thứ báu vật ở trong biển này, ngài đều biết ở chỗ nào và còn nói ra cho họ đi khai thác. Bồ Tát đối với phương diện thiên văn, như nhật thực nguyệt thực, tinh tú di động, hiện rồi mất, ngài cũng minh bạch về những đạo lý biến hóa này. Về phương diện địa chất như nguyên nhân địa chấn và cấp số chấn động, ngài cũng biết rất rõ ràng. Ngài lại hiểu về tiếng chim, thời xưa Trung Quốc có người hiểu tiếng chim. Bồ Tát còn có thể thấy người viền mộng, nói với bạn về mộng tốt xấu, lại có thể xem tướng đoán mạng, chỉ bày sự cát hùng. Những trí thức thế tục này, từ trong miệng ngài nói ra một chút cũng không sai lầm. Cho nên nói Bồ Tát trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, thông đạt nhân tình. Phương diện tu hành của Bồ Tát, phàm là Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, ngài nhất định chỉ giới cẩn thận. Tại sao phải trì giới? Vì không trì giới thì không đắc được định, chẳng có định thì không thể sinh huệ. Giới định huệ là ba học vô lậu, phải trì giới như thế nào? Trì giới phải nghiêm cẩn, không phóng dật, phải thanh tịnh, không thể có chút tư tưởng ô nhiễm, không thể sinh ý tưởng tham dục. Trì giới nhất định phải thanh tịnh. Có một câu ví dụ, thanh tịnh như trăng rằm, tơ hào không trái phạm. Thế nào gọi là trì giới? Tức là chấp trì giới luật. Tam quy ngũ giới của người tại gia, Bồ Tát giới, xa di giới của người xuất gia, giới tỷ kheo, tỷ kheo ni, giới Bồ Tát nhất định phải giữ cẩn thận, bảo hộ giới tướng giới thả, giữ gìn trong tâm ý, biểu lộ nơi hành vi, cho nên một mặt sinh tu giới định huệ, một mặt thiết thực tiêu diệt tham sân si. Nhập thiền định hay trì giới mới có thể nhập thiền định, không thể trì giới thì không thể nhập thiền định. Muốn tu định thì phải giữ giới cẩn thận. Muốn đắc được trí huệ thì trước hết phải tu định. Do tu thiền định mà hay phát sinh vô lượng trí huệ thần thông. Đồng thời thiền định có thể đối trị tham dục. Thần thông nghĩa là không thể dò mà lại không bị bất cứ sức trở ngại nào. Bồ Tát do tu định mà đắc được sức lực này, vận dụng cứu độ khắp chúng sinh, không bị mọi sự trở ngại nào, tự tại vô ngại. Cũng đối trị tà ác căng cường vô lượng, tức từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Từ bốn tâm vô lượng này sẽ được sinh về Phạm Thiên. Cũng đối trị thuyết ngoại đạo, giết ngựa, cúng tế, cầu phạm phước, diệt trừ chúng sinh vọng cầu công đức nhiễu nghiệp. Tứ vô sắc, tức là A. Không vô biên xứ, B. Thức vô biên xứ, C. Vô sở hữu xứ, D. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây đều là giai đoạn tu thiền định. Những thứ ở trên và tất cả trí huệ thế gian, cùng với việc thế tục, chỉ cần chẳng tổn hại đối với chúng sinh, không tăng thêm phiền não cho chúng sinh, có lợi ích đối với chúng sinh, không màng là pháp thế gian hoặc pháp xuất thế, Bồ Tát đều vì chúng sinh nói kỹ càng và chỉ bày cho chúng sinh phương châm đúng đắn, khiến cho chúng sinh thông tình đạt lý, dần dần ưa thích tu học tất cả pháp môn vô thượng. Phật tử, Bồ Tát trụ Nan Thắng Điện này, do nguyện lực mà thấy được nhiều vị Phật, như thấy được nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật,
nhiều trong ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trong ngàn ước na do tha vị Phật, đều cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường y phục, thức ăn uống, ngọa cụ thuốc thang, tất cả đồ tứ sanh, thầy tiểu dương cúng, cũng đem cúng dường tất cả chúng tăng, đem căn lành này hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, nghe rồi thọ trì tùy sức tu hành, lại ở trong pháp của chư Phật đó mà được xuất gia rồi lại càng nghe pháp đắc được Đà La Ni làm văn trì pháp sư. Trụ trong địa này trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp cho đến vô lượng trong ngàn ước na do tha kiếp, hết thảy căn lành dần dần càng trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát chứng được quả vị Nan Thắng Địa do nhờ nguyện lực ngài đã phát ra trong quá khứ mà thấy được rất nhiều vị Phật, như ở trên đã nói, thấy được nhiều trăm vị Phật, ngàn vị Phật, trăm ngàn vị Phật, thậm chí thấy được trăm ngàn ước na do tha vị Phật. Đối với mỗi vị Phật, ngài đều cung kính tôn trọng như nhau, lại dùng tâm trí thành khẩn thiết thừa sự cúng dường rất nhiều vị Phật. Ngài cúng dường y phục tốt nhất, thức ăn uống thượng hạng, ngọa cụ thích hợp, thuốc thang quý giá và tất cả những đồ tư sanh dùng hàng ngày, không thiếu thốn thứ gì, thầy đều dâng lên cúng dường chư Phật, cũng dùng những vật chất đó cúng dường cho các vị hiền thánh tăng, đem căn lành công đức tu được hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát địa thứ năm ở trong đạo tràng của mười phương chư Phật lắng nghe Phật pháp đều hết sức cung kính, chuyên chú một lòng lắng nghe, sau khi nghe rồi nhất định thiết thực tôn chiếu, tận tâm tận sức dụng công tu hành. Bồ Tát nghe Phật pháp rồi đắc được rất nhiều lợi ích, liễu ngộ sinh tử, phát nguyện xuất gia. Sau khi xuất gia rồi càng siêng nghe pháp, mỗi khi có đạo tràng thuyết pháp, không mà gần xa, không từ hạnh khổ, nhất định đi nghe, nhờ nghe mà đắc được Đà La Ni, dịch là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, trở thành một vị pháp sư hay nghe pháp, lại hay thọ trì. Khi Bồ Tát trụ tại địa thứ năm, trải qua 100 kiếp, 1000 kiếp, thậm chí phải trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha đại kiếp, tu tập căn lành công đức theo thời gian, dần dần càng thuần tịnh, càng trong sáng. Phật tử ví như vàng thật, dùng sa cừ để đánh bóng thì càng sáng tịnh, hết thảy căn lành của Bồ Tát ở điện này cũng là như vậy, dùng phương tiện huệ suy ngẫm quán sát thì càng sáng tịnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, này tôi đưa ra một ví dụ, giống như luyện vàng thật, dùng loại đá sa cừ để đánh bóng thì càng đánh bóng càng sáng, ánh sáng càng trong suốt. Bồ Tát tại địa thứ năm, ngài tu tập căn lành càng nhiều thì công phu tu hành của ngài càng tiến bộ, tu hành tiến bộ thì căn lành tích tập cũng càng nhiều, dần dần tiến bộ đi lên. Bồ Tát tu hành làm thế nào để tiến bộ? Bồ Tát chứng được Nan Thắng Địa, ngài dùng phương tiện trí huệ để suy ngẫm các pháp, quán sát pháp giới. Nếu như tinh tấn sinh tu thì trí huệ ngày càng sáng tỏ. Phật tử, Bồ Tát trụ tại Nan Thắng Địa này dùng phương tiện trí thành tựu công đức, căn lành địa dưới không bằng được. Phật tử, như mặt trời mặt trăng tinh tú cùng điện quang minh, do sức gió gia trì không thể trả hoại được, các gió khác cũng không thể khuynh động được, hết thảy căn lành của Bồ Tát điện này cũng lại như vậy, dùng phương tiện trí tùy theo sự quan sát không thể trả hoại được, tất cả căn lành của bậc thanh văn đồng giác thế gian cũng không thể khuynh động được. Trong 10 ba la mật, Bồ Tát này thiết nhiều về thiền ba la mật, còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát chứng được địa thứ năm Nan Thắng Địa, ngài dùng phương tiện trí huệ thành tựu rất nhiều công đức. Công đức đó, những địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của Bồ Tát ở trước không bằng được. Các vị đệ tử của Phật, giống như mặt trời mặt trăng hết thảy tinh tú và cung điện quang minh của chư thiên, hoàn toàn nhờ sức gió trì trì mới không trả hoại, tuyệt đối không bị sức gió khác làm khuynh động. Căn lành của Bồ Tát địa thứ năm cũng giống như sức gió trì trì mặt trời mặt trăng và tinh tú, chẳng có bất cứ sức lực nào có thể lay động được. Ngài dùng phương tiện trí huệ tùy thuận cảnh giới, thảy đều quan sát phần mình rõ ràng, cho nên chẳng có bất cứ cảnh giới nào có thể dụ hoặc hoặc làm lay động được niềm tin của ngài. Cũng chẳng phải tất cả thành văn thừa, độc giác thừa và sự việc thế tục có thể khuynh động được. Khi Bồ Tát Nan Thắng Địa tu 10 ba la mật thì thiên nhiều về tu thiền ba la mật, còn 9 ba la mật kia tùy sức lực và duyên phần của mình mà tu hành.
Phật tử, đó là lược nói về Nam Thắng Địa thứ 5 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ điện này phần nhiều làm thiên vương cõi trời Đâu Xuất, chỗ làm tự tại nơi các chúng sinh, hàng phục được tất cả ngoại đạo tà kiến, hay khiến cho chúng sinh trụ trong thật đế. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự làm tất cả các nghiệp như vậy, đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết trùng trí, nhất thiết trí. Các vị đệ tử của Phật, đây chỉ là được nói về cảnh giới thật tại của Đại Bồ Tát Địa thứ 5 tu hành. Khi Bồ Tát Địa thứ 5 tu học, thì đa số làm thiên vương cõi trời Đâu Xuất. Về việc giáo hóa chúng sinh, Ngài rất an nhiên tự tại, chẳng có chút khó khăn gì. Hết thảy ngoài đạo tà kiến, Ngài đều hàng phục được hết, khiến cho họ không bị ảnh hưởng, mà sống trong sự lý chân thật, dùng bốn pháp nhiếp, bố thí trì giới, lợi hành, đồng sự, sống cùng chung với chúng sinh. Tu tập nghiệp lành như vậy lúc nào cũng đều không quên niệm công đức từ bi của Phật, không lìa khỏi niệm pháp, nghĩa thâm sâu vì diệu, không lìa khỏi niệm sức học, khổ hạnh của hiền thánh tăng, và lúc nào cũng cảnh giác chính mình, phải viên mãn đầy đủ nhất thiết trí huệ tối thượng và trí huệ thủ thắng nhất, tuyệt đối không tán loạn. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, làm thủ thắng, làm diệu, làm vi diệu, làm thượng, làm vô thượng, cho đến làm bậc y trì của trí nhất thiết trí. Bồ Tát trụ địa thứ 5, Ngài lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong chín pháp giới chúng sinh, làm lãnh tụ của họ, làm tốt, làm lãnh tụ tốt nhất, có năng lực không thể nghĩ bàn, có trí lực vô vi bất trì, còn phải làm nhân cách toàn mỹ, làm bậc lãnh đạo phước huệ đầy đủ, tức là thành Phật, cho đến làm y trì sư của bậc trí huệ cao minh, tức là đắc được chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát này phát tâm siêng tinh tấn, trong khoảng một niệm đắc được ngàn ức tam muội, thấy được ngàn ức vị Phật, biết thần lực của ngàn ức vị Phật, có thể chấn động ngàn ức thế giới của Phật, cho đến thị hiện ngàn ức thân, mỗi mỗi thân thị hiện ngàn ức Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát thì tự tại thị hiện hơn số trên đây trăm kiếp ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp cũng không đếm biết được. Vị Bồ Tát tại Nam Thắng Điện này, nếu Ngài phát nguyện siêng năng tinh tấn tu học, thì trong khoảng một niệm sẽ chứng được thật tướng lý thể, đắc được ngàn ức tam muội chánh định chánh thọ, luôn luôn thấy được ngàn ức vị Phật. Vì Ngài nói pháp, biết rõ sức thần thông của trăm ngàn ức vị Phật, đồng thời Ngài cũng có sức thần thông của ngàn ức vị Phật. Một khi Ngài giơ tay hay bước chân, thì có thể khiến cho đại địa chấn động, không những chấn động một cõi Phật, mà cho đến ngàn ức thế giới của chư Phật đều có sau thứ chấn động. Ngài lại ở trong khoảng một niệm hóa ra ngàn ức thân thị hiện ra đời, mỗi một hóa thân lại có thể thị hiện ngàn ức Bồ Tát làm quyến thuộc của Ngài. Nếu như dùng nguyện lực đặc thù của Bồ Tát thì an nhiên tự tại hiển hiện những thần thông đó thị hiện ở trước chúng sinh sẽ hơn số mục vừa nói ở trên. Nếu như trong trăm kiếp ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp thời gian cũng không thể nào đếm biết được có bao nhiêu. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Bồ Tát tứ địa thanh tịnh rồi, suy ngẫm ba đời Phật bình đẳng, giới tâm trừ nghi đạo phì đạo, quán sát như vậy vào ngũ địa. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại đạo lý đã nói ở trước, khiến cho mọi người thấu rõ hơn, bèn dùng phương thức bài kệ để nói lại. Bồ Tát tu hành công đức địa thứ tư đã viên mãn rồi, đã được lý thể thanh tịnh rồi. Bồ Tát thường tu pháp môn thiền định, vì thiền định có thể sinh ra trí huệ. Thiền na là tiếng Phạn, dịch là tư duy tu. Bồ Tát chẳng có lúc nào mà không ở trong định dụng công. Ngài suy ngẫm pháp của chư Phật Bà Đà nói, các pháp bình đẳng chẳng có cao thấp. Giới tâm, người tu hành thứ nhất là phải trì giới. Trì giới thì phải không làm các điều ác, làm hết thảy điều lành, chẳng mang việc ác lớn nhỏ đều không làm. Vì rằng, đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Tích tụ tiểu ác thì sẽ thành đại ác, tích tụ tiểu thiện thì sẽ thành đại thiện. Tục ngữ nói, núi Thái là do từng hạt bụi tích tụ mà thành. Hành giả phải có giới tâm thanh tịnh, trừ nghi không làm ác thì không sinh ra ác chướng, không chướng thì chẳng có nghi hoặc, tâm nghi đã dứt thì tự nhiên sẽ phá được vô minh, đạo phi đạo.
Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Hợp với lý thì y theo pháp tu hành, không hợp lý thì cải ác hướng thiện. Người hay trì giới thì nhất định minh bạch thế nào là hợp lý, thế nào không hợp lý, thế nào là đạo, thế nào là phi đạo. Tóm lại, người hay trì giới thì họ chắc chắn phân biệt được đạo phi đạo. Suy ngẫm quan sát như vậy thì sẽ tiến vào địa thứ năm. Niệm xứ làm cung, cần làm tên, tránh cần làm ngựa, thần túc xe, áo giáp năng lực, phá oán địch, dũng mãnh không lùi vào ngũ địa. Bốn niệm xứ giống như cây cung dựng lên, năm cần năm lực giống như mũi tên nhọn, bốn tránh cần giống như thiên lý mã, bốn như ý túc giống như chiếc xe báu, năm lực giống như áo giáp kiên cố, phá được tất cả oán địch. Bồ Tát hình tù các pháp môn như vậy, dũng mãnh tinh tấn, quyết định không thối lùi để vào địa thứ năm. Tam quý làm y giác phần man, tịnh giới làm hương thiền hương, thoa trí huệ phương tiện diệu trang nghiêm, vào rừng tổng trì vườn tam muội. Phải luôn luôn biết tam quý hổ thẹn, giống như y phục bảo vệ thân. Bảy giác phần giống như hoa man trên đầu dùng để trang nghiêm. Trì giới thanh tịnh giống như đốt hương thơm, chân tâm đốt hương không dùng tay, chân tâm niệm Phật không dùng miệng. Chỉ biết trang nghiêm giới định huệ thì tự nhiên sẽ đi hướng về con đường Bồ Đề. Thiền định giống như hương thoa, tất cả trí huệ, tất cả pháp môn phương tiện là đồ cúng dường trang nghiêm tối thượng. Như vậy hướng về Tùng Lâm, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, nhập vào trong vườn hoa lớn chánh định chánh thọ tam muội. Như ý làm chân, chánh niệm cổ, tử bi làm mắt, trí huệ răng, sư tử vô ngã trong loài người, phá oán phiền não vào ngũ địa. Bốn như ý túc giống như hai chân của con người, chánh niệm giống như cái cổ của con người, tâm từ bi làm con mắt, trí huệ làm răng. Con người viên mãn đầy đủ như vậy mới có thể làm sư tử trong loài người. Lại thêm chẳng có tướng ta, thấy cái ta, tướng người thì có thể làm sư tử không sợ hãi giáo hóa chúng sinh. Lúc đó cũng tự nhiên phá trừ được oán tặc phiền não, tiến vào địa thứ năm tu hành. Bồ Tát trụ địa thứ năm này, truyền tu đạo thanh tịnh thủ thắng, trí cầu Phật pháp không thối chuyển, tâm niệm từ bi không nhàm mỏi. Khi Bồ Tát trụ tại địa thứ năm này, trên truyền tu tập các thứ pháp môn thủ thắng và cầu Phật đạo thanh tịnh vô thượng, trí nguyện của Bồ Tát chỉ một lòng xuyên cầu Phật đạo thề không thối chuyển, không lúc nào quên niệm từ bi hỷ giả, dùng bốn tâm vô lượng này đối đãi chúng sinh, vĩnh viễn không nhàm lìa chúng sinh, cũng không sinh tâm mỏi nhàm. Tích tập phước trí thắng công đức, tinh cần phương tiện quán địa trên, Phật lực gia trì đủ niệm huệ, biết rõ bốn đế đều như thật. Đức Phật ba a tăng kỳ tu phước huệ trăm kiếp trọng tướng tốt, tích tụ căn lành cho nên thành tựu đấng lưỡng túc phước huệ đầy đủ, làm bậc trí tôn trí thượng của thế gian và xuất thế gian. Phước huệ đầy đủ tức là công đức thủ thắng. Bồ Tát địa thứ năm tuy đã tích tập vô lượng công đức thủ thắng nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực dùng phương tiện trí huệ để quan sát, nghiên cứu tướng trạng tu hành của địa thứ sáu. Chỉ nương vào sức lực nỗ lực, chỉ nương vào sức nỗ lực của chính mình vẫn không đủ, phải vào địa thứ sáu, phải đắc được tam muội của Phật gia trì thì mới đầy đủ chánh niệm chánh huệ. Có chánh niệm chánh huệ rồi mới có thể minh bạch triệt đề đạo lý chân thật, khổ tập diệt đạo, mới thành thật tu tập pháp môn bốn đế. Khéo biết thế đế, thắng nghĩa đế, tướng đế khác biệt thành lập đế, sự đế sinh tận và đạo đế, cho đến Như Lai vô ngại đế. Bồ Tát không những biết pháp bốn đế của thế gian, mà Ngài cũng biết tất cả sự lý của thế gian, như đạo lý có tướng phân biệt tất cả đạo lý sự vật, đạo lý thế gian thành lập như thế nào, đạo lý sự việc thế gian sinh và diệt như thế nào, tại sao phải tu hành, đạo lý làm thế nào để tu hành, đạo lý thấu rõ chư Phật, chứng được đại trí huệ vô ngại, chẳng có sự việc gì mà Bồ Tát không biết rõ ràng. Quán đế tùy vi diệu như vậy, chưa được vô ngại thắng giải thoát, nhờ đây hay sinh đại công đức, cho nên vượt qua trí thế gian. Bồ Tát quan sát những đạo lý thế gian, xuất thế gian như ở trên như vậy, tuy đã biết vi diệu rồi, nhưng vẫn chưa đắc được giải thoát vô ngại thủ thắng. Giải thoát vô ngại thủ thắng hay sinh ra công đức lớn nhất, tốt nhất.
hay thành tựu vượt qua thế trí biện thông của thế gian, vượt qua trí huệ của một số người. Bèn quán đế rồi biết hữu vi, thể tánh hư ngụy không thật bền, được phần tử mẫn quang của Phật, vì lợi chúng sinh cầu Phật trí. Bồ Tát quán sát pháp thế gian rồi, biết pháp thế gian đều là pháp hữu vi không thành tịnh, thể tánh của pháp hữu vi đều là hư giả, không thể trường cửu, lại không chân thật. Nếu đắc được từ bi mẫn niệm, quang minh trí huệ của Phật gia bị, thì mới có thể lợi ích chúng sinh. Nhờ đó mà Bồ Tát siêng cầu Phật trí, tức là vì cứu khắp chúng sinh. Quán các hữu vi trước và sau, vô minh đèn tối ái ràng buộc, lưu truyền xoay vòng trong sự khổ, không ta không người không thọ mạng. Bồ Tát quán sát tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn, bọt bóng, như sương cũng như điện. Giác ngộ như vậy rồi, biết tiền tế diệt rồi, hậu tế lại sinh. Đây tức là hiện tượng pháp hữu vi không rốt ráo, không chân thật. Vô minh tức là không minh bạch, gì cũng không biết, chẳng có trí huệ. Đèn tối đồng ý nghĩa với vô minh. Ái tức là từ vô minh đèn tối sinh ra. Phiền não thống khổ của người thế gian đều do ái mà ra. Bị ái ràng buộc giống như con tầm làm kén tự ràng buộc mình, đến chết cũng không ngộ. Vô minh đèn tối của ái ràng buộc con người lưu chuyển sinh tử trong sáu nẻo, không thoát khỏi sự khổ não. Nếu giác ngộ trí kiến không có cái ta, trí kiến không có người, trí kiến không có chúng sinh và trí kiến không có thọ mạng, như vậy sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của ái, đắc được giải thoát chân thật. Ái thủ là nhân thọ khổ sâu, muốn tìm bờ mé không thể được, mê vọng trôi chìm không kỳ về, bọn này đáng thương tôi phải độ. 12 nhân duyên là vô minh làm đầu, sau có hành. Hành là hành vi hay tánh ái, do hành vi ái mà sinh ra thức. Có thức rồi tự nhiên sinh ra danh sắc. Danh sắc tức là thai nhi, thai thành rồi thì sinh ra lục nhập, mắt tai mũi lưỡi, thân ý. Có lục nhập thì có xúc trần, do cảm ứng của xúc trần tức là lãnh thọ. Do lãnh thọ mà cần có ái, cần tức là dục vọng thủ lấy. Cho nên nói ái thủ là nhân mà thọ khổ đời sau. Thủ lấy thì sinh ra hữu, từ vô minh đến ái thủ, do đó sinh sinh tử tử, mê hoặc vọng tưởng càng dài càng nhiều, trôi chìm trong biển sinh tử, vĩnh viễn không thể kỳ quay trở về. Những chúng sinh đáng thương xót này, tôi phải đi độ họ. Quẩn nhà rắn cõi, mũi tên chấp, lửa tâm cháy mạnh, si ám nặng, sông ái trôi chuyển không dành xem, biển khổ giật giờ không người dắt. Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, sáu căn sáu trần là 12 xứ, thêm sáu thức gọi là 18 giới. Những thứ này đều giống như rắn độc, 62 thứ kiến hoặc giống như mũi tên độc, lừa dục trong tâm thiêu đốt cháy hừng hực, ngu si một đời so với một đời ngày càng nặng. Những chúng sinh trôi nổi trong biển ái, lưu chuyển trong sinh tử, chẳng có thời gian quan sát suy ngẫm kỹ càng, sớm bị chết chìm ở trong biển khổ. Cũng chẳng có bậc thiện trí thức đến dẫn dắt họ. Biết như vậy rồi sinh tinh tấn, chỗ làm đều vì độ chúng sinh, gọi là bậc có niệm có trí, cho đến bậc giác hiểu phương tiện. Bồ Tát Ngài biết sự thật những thống khổ ở trên, cho nên phải siêng năng tinh tấn. Động cơ khuyến khích Ngài tu hành như vậy là vì muốn độ những chúng sinh thọ khổ đó. Đây là bậc hành giả có chánh niệm, có trí huệ chân thật, lại là Bồ Tát đã giác ngộ, có lý giải, có phương tiện trí huệ. Tu hạnh phước trí không nhàm đủ, cung kính đa văn không mệt mỏi, cõi nước tướng tốt đều trang nghiêm, tất cả như vậy vì chúng sinh. Bồ Tát tu phước tu huệ chưa từng sinh tâm tự mãn, càng không có lúc nào cảm giác nhàm mỏi. Ngài cung kính mười phương chư Phật thường ở tại đạo tràng nghe pháp, cũng chẳng sinh tâm mệt mỏi. Đem những công đức đó để trang nghiêm cõi nước và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tu hành như vậy đều vì cứu độ tất cả chúng sinh. Vì muốn giáo hóa các thế gian, giỏi biết thứ số ấn các pháp, cũng lại hiểu biết các phương thuốc chữa trị các bệnh khiến lành hẳn. Vì muốn giáo hóa các chúng sinh thế gian, Bồ Tát tinh thông văn tự bát nhã, biên chép toán số ấn tỷ, những kỹ thuật thưởng thức này Ngài đều thâm nhập nghiên cứu qua. Ngài cũng hiểu các thứ thuốc, biết các chứng bệnh và chữa trị cho chúng sinh, thuốc đến bệnh lành, linh nghiệm khỏi tử hồi sinh.
Văn tự ca múa đều khéo giỏi, nhà cửa vườn hồ đều an ổn, bảo tàng phát hiện chỉ cho người, vì lợi ích vô lượng chúng sinh. Bồ Tát thông đạt tất cả việc thế gian, về phương diện văn tự cũng rất thành tựu, văn trường tả rất hay, thơ tử ca múa cũng xuất chúng, biểu hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cũng việc như vậy mà phàm phu làm thường khiến cho con người trầm mê đọa lạc, nhưng Bồ Tát làm ngược lại hay khiến cho chúng sinh sinh tầm giác ngộ, đấy tức gọi là đều khéo giỏi. Nhà cửa vườn hoa ao hồ thảy có sự quan hệ về thiết kế kiến trúc bố trí, khiến cho kỹ thuật tài năng trang nghiêm đẹp đẽ đều được bình an yên ổn. Năm thứ ngũ kim và đá quý cùng với những khoáng mỏ dưới đất, Bồ Tát đều biết được ở chỗ nào, đều chỉ bày cho người khác đi khai thác. Những gì Bồ Tát nói, Bồ Tát làm đều là chân thật. Ngài làm như vậy hoàn toàn vì hết thảy chúng sinh, mọi người đều đắc được lợi ích. Nhật nguyệt tinh tú đất chấn động, cho đến thân tướng cũng quán sát, tứ thiền vô sắc và thần thông, vì lợi thế gian đều hiển bày. Bồ Tát chẳng những tu được văn tự bát nhã, mà đối với thiên văn địa lý, Ngài cũng đều thấu biết hết. Như nhật thực nguyệt thực tinh tú thay đổi những đạo lý áo diệu đó, Ngài đều nghiên cứu thâm nhập. Đối với thân thể tướng trạng của con người, Ngài cũng giỏi quan sát. Về phương diện tu đạo cảnh giới tứ thiền, tình huống tứ vô xác định và sáu thứ thần thông, Bồ Tát chân tu thật học diệu dụng ứng tâm, vì lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian cho nên Ngài phải hiền bày. Bậc trí trụ nan thắng địa này, cúng na do Phật cũng nghe pháp, như dùng báu đẹp rũa vàng thật, hết thảy căn lành dần sáng tịnh. Bồ Tát địa thứ năm khi trụ tại nan thắng địa, Ngài cúng dường vô lượng chư Phật, cũng ở trong đạo tràng của mười phương chư Phật thường đi nghe pháp. Tinh thần Bồ Tát siêng tu học như vậy, ví như dùng báu đẹp để mài rũa vàng thật, càng mài thì càng sáng. Bồ Tát tu hành càng tinh tấn thì căn lành cũng càng tinh thuần, ánh sáng trí huệ càng sáng tịnh. Ví như tinh tú trong hư không, sức gió nhiếp chỉ không tổn động, cũng như hoa sen không dính nước, đại sĩ tu nơi đời như vậy. Ví như tinh tú ở trong hư không chịu sức gió nhiếp chỉ với nhau mới không bị gì động hay bị tổn hại rơi xuống, lại giống như hoa sen báu lớn, tuy sinh ra ở trong bùn ô nhiễm mà không nhiễm bùn, tuy lớn lên ở trong nước cũng không dính nước. Bồ Tát phải có chí khí kiên cố như vậy mới có thể hành Bồ Tát đạo độ chúng sinh trong thế gian. Trụ đây thường làm vua đầu xuất, hàng phục dị đạo các tà kiến, tu các việc lành vì Phật trí, nguyện được mười lực cứu chúng sinh. Bồ Tát tu chứng được địa thứ năm, phần nhiều làm thiên vương cõi trẻ đầu xuất, vì Ngài có chánh kiến hiểu rõ chân lý, cho nên hàng phục được tất cả nghị luận tà ma ngoại đạo, phá tan nhiều tà tri tà kiến. Ngài tu tập căn lành công đức đều vì cầu được đại trí huệ giống như Đức Phật, hy vọng đắc được mười lực giống như Phật dùng để cứu độ tất cả chúng sinh. Bồ Tát lại tu đại tinh tấn, thức thời cúng dường ngàn ức Phật, được định động cõi cũng như thế, nguyện lực mà làm lại hơn trên. Bồ Tát tu hành cả dũng mãnh tinh tấn ở trong một niệm, có thể cúng dường ngàn ức các vị Phật, có thể đắc được ngàn ức tam muội, có thể chấn động ngàn ức cõi Phật. Cũng như vậy trong khoảng một niệm có thể làm được, nếu dùng nguyện lực thủ thắng thủ xưa của Ngài thì sẽ vượt qua số trên. Nan thắng địa thứ năm như vậy, đạo chân thật tối thượng trong người, tôi dùng đủ thứ sức phương tiện vì các Phật tử diễn nói xong. Tất cả cảnh giới chân thật của nan thắng địa thứ năm như đã nói ở trên đều là đạo lý chân thật nhất, cao thượng hơn hết trong loài người. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, tôi dùng đủ thứ phương tiện lời lẽ vì các đệ tử của Phật đã nói xong rồi.